Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình của anh chàng Alan Wake và cô nàng Saga. Cũng lâu quá rồi, mình không có chơi cái Alan Wake nữa. Chắc cũng 2 tuần rồi. Giờ chúng ta chuyển qua phần chơi của Saga mình đi tiếp, tại vì phần trước mình đi của Alan rồi. Ok, trở lại với cô nàng Saga. Lâu quá rồi, giờ không biết mình đi tới đâu rồi nữa. Thời gian qua có chung, nói chung là không có chơi Alan Wake nữa, cũng một phần là do chơi Baldur's Gate. Chơi Baldur's Gate hơi cuốn, nên chủ yếu là mình tập trung chơi Baldur's Gate không à. Có một cái thùng ở đây phải không, biết mình có mở gì nữa à. Chưa chơi Baldur's Gate, nói chung là cái cốt truyện của nó cuốn hút mình á. Mình thấy nó lôi cuốn, muốn chơi tiếp. Mỗi lần mở máy lên là cứ muốn phải chơi tiếp cái phần tiếp theo để coi coi chuyện gì xảy ra. Ok, cái gì đây? Có 200 cái xe trong nhà máy. Có cả xe đạp và xe hơi. Nói gì vậy? À đồ giải toán hả? Phải. Ok, má đúng rảnh thật. Có bao nhiêu cái xe ở trong nhà máy vậy? Ai mà rảnh đời. Như ngồi để tính toán rồi đây. 200 xe. Có xe đạp và xe hơi trong đó. Ok, có 754 cái bánh xe. Giờ phải giải phương trình hả? Phải thật. 100 xe hơi thì nếu như 100 xe hơi thì có 400 cái bánh. 100 xe đạp thì sẽ có 200 cái bánh. Vậy được 600, vậy là phải nhiều hơn, xe hơi phải nhiều hơn. Ok. Khi bạn chơi game nhưng mà nhà phát triển sợ bạn quên học toán. Ok. Còn cái gì đây nữa không? À còn quá trời luôn. Ok, đi xuống hồ coi. Tới đây nó chặn rồi, không cho đi nữa rồi. Hết rồi. Có một cái đường nhưng mà nó bị gạch bỏ rồi. Ok, phải leo lên trên đi vòng. Ở đây có quái vật không nhỉ? À đồ. Mấy cái dụng cụ câu cá này. Cắm trại nữa. Rừng nguy hiểm vậy à? Ai rảnh đâu mà đi cắm trại rồi.
Ok, đi tiếp. Gì đây? Vỡ là mình bị ở tập trước là mình bị đuổi ra khỏi vụ án, đúng rồi, mình bị đuổi ra khỏi vụ án của Alan Quát này rồi. Ok. Alan Quát thì bị cái bọn FBC gì đó giam để điều tra, mình thì bị tống ra khỏi vụ án của mình. Còn Casey thì mất tích không biết ở đâu. Nhớ rồi. Rồi mấy ông bà con rơi rớt gì đó ở cái khu ngôi làng này kêu mình đến gặp có chuyện. Gì vậy? Chỗ này không bước qua được. À, bị chặn rồi. Làm sao ta? Cực kỳ lạ. Đâu có đường đi khác đâu, phải đi vòng. Ok. Thôi bỏ đi. Để xem có đường nào vòng qua lại không. Ồ, muốn đi thì phải vòng tuốt qua bên cái nhà dưỡng lão nè. Rồi xong đi vòng qua. Ok, xem đây có gì. Này là cái nhà an toàn hồi nãy mình mới ra đúng không ta? Ok. Ở trên đây không có gì hết. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đồ. Nó bỏ chạy rồi. Dạ. Đâu rồi? Ây da. Đâu rồi? Chết à. Đâu vậy? Ê, ê, vãi, vãi, vãi. Mày. Mày. Ok. Xuống dưới thì cái đường lên chỉ có chỗ này thôi, không còn đường nào khác hết. Ê, ê, ê dạ, phải. Rồi qua, rồi qua. Nó lấy cái shotgun bắn bà cho rồi đi. Đâu rồi? Ui. Cái con này thiệt khó chịu quá ta. Đâu rồi? À, nói nó cứ chạy riết. Nó đuổi theo mày luôn. Đấy. Đuổi theo mày tao bắn mày mới được. Cứ quần què. Mày chạy chạy ba.
Phiền thiệt chứ. Ok, dùng cái nỏ đi, tiết kiệm đạn coi. Ê. Ngoài. Ngoài. Chết bà. Chạy đâu, chạy đâu. Ngoài. Chết chưa? Nỏ mạnh hơn á. Giờ lấy được hai cây, mất một cây rồi, lại bắn hụt. Bắn hụt nó có ghim lại không ta? À, hình như đây nè. Dạ. Không có gì đây hết. Đi vòng lên trên cái nhà an toàn cái kìa. Hồi nãy mình đi qua đây đúng không ta? Nãy đi qua đây đâu có con sói nào đâu. Quanh lại cái nó xuất hiện. Ok. Okay, leo lên trên này lấy cái hộp gì đó. Phải đi lối này không ta? Giờ cái đường rừng này nó rối tung rối mù à. Không phải. Đây, lối này. Cái này đồ hai thằng mày 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 đồ ok. Bắn hai cái nỏ mà lượm được có một cây à. Rớt đâu rồi? Ra đây cái trời bắt đầu sáng rồi, chắc là an toàn rồi quá. Ai mà đem cái dàn loa âm thanh ra đây hát karaoke này nọ quý. Ok, có một bài thơ. Mẹ con ra ngoài được không? Con có chơi được không? Chỉ đi chơi vào buổi sáng thôi. Chỉ xung quanh những cái rặng cây lớn thôi. Không được đến gần cái hồ. Ok, thì chắc là bỏ cái gì đó vô cái không phải. Hình như phải đi thu thập thêm nữa. Đây nè. Đúng rồi. Con búp bê trẻ con nè. Thêm một đứa nữa và mẹ. Ok. Còn gì đây nữa không? Thì chắc đủ rồi đó. Rồi đứa con thì đi chơi. Đó, cái cây. Mẹ thì ở nhà. Ok. Rồi sao nữa?
Ủa rồi sao nữa? Không thấy gì hết. Chẳng cho gì hết. À, thật kỳ lạ. Ok. Đi đến viện dưỡng lão Valhalla đi. Là nhiệm vụ tiếp theo. Ủa cái gì vậy? À, nhảy xuống. Đi đúng đường ta. Ừ. Đi xuống đúng rồi. Đi xuống rồi vòng lại. Another charm. Good thing Logan made me this bracelet. Ừ. Cái gì vậy? Ấy cái gì cái gì? Mày mày. Cái định mệnh. Hết hồn. Há game chơi đúng. Cái gì đây? Cộng thêm một lần sạc pin, ok. Gắn vô. Ok. Đi tiếp vậy là đúng đường rồi đó. Hay là tại vì mình quay lại nên nó xuất hiện lại ta? Giờ quay lại chơi cái chơi Alan Quát này giờ cảm thấy tim đập hồi hộp khó chịu quá. Ok. Nghe tiếng nghe tiếng. Bà hai thằng luôn. Một thằng ngoài chết bà hụt rồi. Từ từ cho nạp đạn cái. Bây giờ ngoài chết. Ok. Ủa rồi nhưng quanh lại cái bọn này xuất hiện lại nữa. Bắn tốn đạn quá vậy. Không lẽ cứ mỗi lần quên đi quanh lại cái nó lại xuất hiện ta. Lộn đường rồi. Đây đi con đường này. Phải không? Đúng rồi. Khung cảnh bắt đầu thay đổi rồi gì đó. Có lẽ là an toàn rồi đó. Ok. Thorin Odin claimed to be my family. Ok, Thor và Odin nói là là người gia đình của tôi. But I don't know enough about my family history to say nhưng mà they're tôi not my chưa từng sống ở đây bao giờ cả. relatives. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết gì về họ hàng của mình, tại vì mẹ không có chịu nói. Mẹ nói là càng biết ít thì càng tốt. Gia đình Saga từ nhỏ đã không biết nhiều về thân thế của mình, tại vì mẹ không muốn nói. Ủa mà lại vậy ta? Nếu như mà Saga mang họ Addison thì đáng lẽ cha của Saga mới đúng là người của gia đình này chứ. Thì sao mẹ lại không muốn nói? Mẹ biết cái gì đâu mà nói. Đúng không? Mẹ là bên ngoại mà. Còn Saga mang họ nội. Hay là có cái gì đó cũng khó hiểu quá. Vote Mayor Setter to sit in Ok. office. Bầu hiệu trưởng à. Bầu cái gì trưởng tao quên tiêu rồi. Thị trưởng à, bầu thị trưởng cho thị trấn này.
Không có gì đây hết vậy. Rồi cái viện dưỡng lão này ai chăm sóc mà cuối cùng cũng không có thấy ai hết vậy. Ông chuông. Ok, các cụ thần. Giờ này đến thăm là trễ lắm rồi đó. Oh. Saga? Ủa? What's up? Con nhỏ này như là Rose phải không ta? Xem coi, đúng rồi, Rose nè. Con này là Rose ở cái tiệm cà phê lúc mình mới nè. Hello, Rose. Thought I'd swing by, see the Alo. family. Đa Not a bad nghề vậy. time, is it? Oh, no. Ok, muốn đi I thăm was just, you know, Thor tidying and Odin có tiện hay the không? Tôi chỉ đang I'm dọn dẹp. so glad you're visiting again, Saga. Rất mừng vì Little cô đã Winter, quanh I lại đây, can't see Saga. anyone today. Nhưng mà Thor và Odin không thấy gặp ai hết. Hôm nay không được gặp ai hết. Nhưng mà Thor gọi tới đến I mà. was just on the phone with Tor. He invited me over. Sorry, we Xin had lỗi a nha. little too much fun on our trip to Watery and need to Họ rest. mới đến I need an Watery excuse chơi to get vui in and vẻ quá talk nên to giờ them. họ mệt nên muốn nghỉ That's too rồi. bad. Thật là Okay, I'll tệ say quá. hi to the other residents before I go. Vậy tôi có thể gặp người nào khác ngoài họ không? Sure. They always love visitors. Come Được on. thôi, họ Not cũng smart to be muốn gặp outside when the khách. sun goes down. I love the architecture. I always dreamed of living in a haunted Victorian manor. You say that like it's your first time here. Ok. Và là viện dưỡng lão. Xây năm 2014. Lần đầu tiên được xây vào năm 1965 nữa hả? Xây hai lần à? Với một nhà kiến trúc sư người Phần Lan tên Thomas Jane. Ok. Này có gì không? Mới vô viện vãi cái viện dưỡng lão có đạn dược gì trong này nữa. Thật là khó hiểu. Mà làm khách mời ở đây mà đi vô lục lọi không biết vậy có hay không nữa. Old gods of Asgard. Ok, nhóm nhạc của hai ông già đó Saga, nè. this way. Ok. Oh, thought I'd lost you. Here's some of our residents, or as I like to call them, our little Vikings. Ok, Look đây who là những swung người by khác one. ở sống ở Norman, đây. clothes. Nó mình mặc đồ vào đi chứ. Norman, we have a visitor. Chúng ta có Where khách are my nè. clothes? I'm headed Quần back to áo the của ông đâu farm rồi? with Ati. Just another day in Valhalla. I should really get back to work, Saga. Tôi phải Feel đi free làm to việc spend thôi, some Saga. time with Mandy May and Norman here. It's Oh. good for them to have company. Cứ muốn thì nói chuyện với những Torgo người may ở be đây here đi. somewhere. Ok, mình đi Need to tìm find them. Thor với lại Odin. Nói chuyện coi. Ati, this is Có your thấy home. You don't need to keep cleaning. hỏi Why thăm do you trước have đi, tự no nhiên chưa gì hết, remembrance? hỏi thẳng gì vấn đề thì cũng kỳ quá. Bà đang làm việc That's đó. a fascinating network, Mandy May. What's your inspiration? Bà đang làm cái gì vậy? I don't know. It Tôi is không what biết it nữa. wants to be. Chẳng You're qua tôi thích thì taking tôi away làm thôi. from making those little ornaments for Rose. Do you knit? I bet Cô Rose có wouldn't đan know giống if you tôi không? haven't. Socks, Có, mittens, nhưng the usual lúc mà stuff. tôi Oh, mang thai. how about knitting me some underwear? One more Bye. cruel remark from you, Norman, and I'll Ok. put this needle in your ear. Ok. Ông kêu sao không đang dạo cái quần lót vậy? Ok, hỏi thử Do either coi. of you know Có where I thấy can find Thor với Tor Odin and không? Odin? Odin is sleeping Ổng đang upstairs, ngủ trên but your lầu. grandpa's been acting crazy. Nhưng He mà got ông up nội after của cô Kitty đang có when he vẻ smashed the hơi telephone. khùng khùng đó. Don't make up stories. Đừng có bịa Tor chuyện went ra. loopy and smacked himself in the head with that hammer he's always carrying around. Tor is hurt. Something's Ok. wrong with him. Có vấn đề gì Was đấy với Tor ông hurt Thor? badly? Thor I bị never let thương go gì of đó. that hammer when he got Bị electrocuted. cái búa gõ vào Felt like đầu a rồi bị bolt điện of giật gì đó. lightning hit him. Wham! Zap!
not Taurus Hammer, no matter what he keeps saying. Blum has his moments, even if he is a Russian. Andy May, you can't say stuff like that. Ok. So bị thương bởi vì một cái búa vô tình đập vô đầu rồi bị điện giật gì đó. Không biết là như thế nào, để đi điều tra thử coi. Chắc chắn là có cái vấn đề gì đó nên mới gọi mình tới đây. Ok. Tại sao không nói là Thor bị thương với tôi? Mandy May and Norman said Thor is hurt. Why didn't you mention that earlier? Oh, you mean the little bump on his noggin? À, ý là một cái vết sưng trên đầu nữa hả? Không có gì đâu. Mọi người chỉ hơi phóng đại nó lên thôi. Tôi cần phải... mình cần phải lên kiểm tra đi Thor như thế nào. Lần cuối cùng tôi đến đây là lần nào? Để xem cô ta nhớ không. Nhiều năm rồi. Chúng tôi rất buồn khi cô bỏ đi sau cái vụ tai nạn đó. Con gái tôi không có bị chết đuối. Cô nhớ sai rồi. Cô ta, con bé đang ở nhà xem phim với lại ba của nó. Ok. Ý dạ. Anh cha này ở cái quán cà phê nè. Xin chào. Hello there. Saga Anderson. Hey, Basine. Name won't make the band worse. Even a Swedish name. I'm Artie. Tôi là Artie. Cái hộp nhạc có gì vui không? Anything good on that jukebox? We try to do good, but only Prime comes out. Ok. Chỉ toàn nhạc là cũ thôi. Nhạc của Olga. Thật của các cụ thần của Asgard. Ok. Ông có trong ban nhạc không? Không có. Not so much sweet that it fills the whole stomach. But we have shared a stage or two. Tôi đang tìm gia đình nhà Anderson. You can never know where. Không thể nào biết được đâu. But even the seaman can know everything. Fair enough. Ok. Hôm nay nói cái chuyện nhảm nhảm gì. Đúng là mấy không hiểu gì hết. Bây giờ dành cho nhân viên thôi. Đi lục lọi cái nhà tiếp. Coi có gì trộm cắp được không, lấy luôn. Rồi lên coi thử coi Thor như thế nào. Ok. Nhà gì mà cung tên đạn dược rồi tùm lum đồ vũ khí. Thật là khó hiểu cái dưỡng dưỡng lão. Cái gì vậy? Ok, bà đuổi mình đi á. Mình là... Ờ, thôi đừng có để ý tới tôi. Tôi đang bận lút đồ thôi. Thì xong vô nhà người ta rồi lấy trộm đồ xong. Kêu đừng có để ý tới tôi. Ok. Odin đang He was drunk and watery. Or is this something more serious? Nhìn đây. Rượu hả? Bài thơ hay bài nhạc gì đó. Chắc là mấy cái bài nhạc cũ của ổng viết lại. Nghiên cứu cái phòng này trước rồi coi. Đây nè, cái hình nè. Cái hình này là mẹ của Saga. Còn đây là con bé Saga. Đây là Odin hả? Đây là Thor. Sao Thor này lại... Thor này lại mập thế nhỉ?
bây giờ ốm nhom nhách mà. Ok, nói chuyện. Can you hear me, Odin? Odin có nghe thấy con không ông? Ông nói không nổi rồi. Odin Abison, can you hear me? Ông có nghe cháu không? I need to ask you a couple of questions. Cháu cần phải hỏi vài câu hỏi. Odin? Odin? Saga? Saga? Ông hết hơi rồi. Sao nhìn giống sắp chết tới nơi vậy trời? He's in no shape to talk. Ông ta không đủ sức để nói nữa rồi. Có chuyện gì vậy ta? Thor bị thương chứ có phải ổng đâu, sao nhiên ổng bị gì đó. This is Thor's room. À, đây là phòng của Thor nè. More moonshine. Rượu nặng. This is a drunken rampage. This place is a mess. Nơi này giống như là một bãi chiến trường vậy đó. I need to keep looking. Mình phải tìm xem có gì không. Ok. Xem thử Odin. Odin's in rough shape. Odin thật là what happened to him? Có chuyện gì với ông ấy vậy? Twilight years. Là những ngày we have our little tricks. Chúng tôi có một vài mánh. Và cháu cũng vậy. Có chuyện gì vậy? It's never felt this way before. Chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Saga, dearest. And you're back just in time. Con về thật là đúng lúc. The forces of darkness are eating away at us. Sức mạnh bóng tối đang chiếm lĩnh của chúng tôi. Bây giờ ông quá già rồi. Nhưng mà cháu có sức mạnh bên trong cháu. Cái gì vậy? He wasn't a projection. Odin was really here. Ok, đó không phải là ảo ảnh. Mình và ông kết nối với nhau. Họ có thật sự là gia đình của mình không? À đồ. Là ông nói chuyện với Saga qua cái tâm trí. Giống như kết nối với nhau vậy đó. Mình thấy một bức ảnh của ông với lại cái giáo hội. Nói chuyện với nhau nhưng mà không cần phải nói chuyện thực tế mà dùng tâm trí để nói chuyện. Ok, bọn giáo hội đang cố tuyển mộ ông nhưng mà ông không muốn vào. Thorin Odin không phải là người của giáo hội. Nhưng mà do giáo hội nghĩ là Odin và Thor có cái gì đó rất là đặc biệt nên muốn tuyển mộ hai ông này. Ok, kết nối của chúng ta là như thế nào? Mình chưa từng kết nối với ai trong tâm trí như vậy bao giờ. Chuyện này là như thế nào? Ta rất mừng vì trả lời lại câu hỏi cho con. Những người Viking là những người du lịch, du hành. Con có thể nhìn thấy sự thật. Nhưng mà muốn để Thor đang gặp nguy hiểm. Con có thể cứu ông ta. Ok, ông này nói là muốn để những cái bí mật này cho Thor, là ông nội ruột của Saga nói thì tốt hơn. Thor đang gặp bất rắc rối, mình cần phải giúp. Có thể ông có thể kể cho mình nhiều chuyện hơn. Ok, hỏi coi Thor nguy hiểm như thế nào. Bóng tối đang kéo đến. Ok, Thor không suy nghĩ bằng cái đầu của ổng đâu. Hoàng tử của bóng tối đang trở về gì đó. Ông ta có đang ở trong phòng của ông ta không? Nó đang muốn chiếm giữ lấy ông ta. Và rồi chiếm giữ lấy tôi với ông. Cynthia gì đó. Đừng để cô ta kéo ông ta xuống bóng tối. Ok, ông này đang bị cái thế lực bóng tối gì đó đang kéo đến bắt đi.
What can you tell me about it? Ông có thể nói gì về cái Licker không? It washed the shore. Good work getting the light switch. Làm tốt lắm. Lấy được cái công tắc. Play rock and roll without it, but you won't blow anyone away. Art, like Tom's writing, can change the world, but the light switch will crank that change to 11. The clicker has the power to change the story. Okay, clicker có khả năng thay đổi câu chuyện. Để cứu Logan. This confirms what Wake said. I can't let Scratch get his hands on the clicker. Không thể để cho Scratch lấy được cái clicker được. Ok. Rồi chắc là mình dùng cái clicker để thay đổi cốt truyện. Clicker makes Wake's writing change reality. Can I trust him with that much power? Not sure I have a choice. Tor is not okay. Okay. Something is definitely going on here. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cần phải điều tra. Bắt đầu bỏ chứng cứ vào để kết nối lại với nhau. Quá nhiều hồ sơ luôn, giờ kiếm. Bên không phải đây à? À mấy cái vần thơ. À, bút B. Ok. Nope. Cái bà này ở viện dưỡng lão watery quá. Không phải. Phức tạp quá. Ok. Chưa có phát hiện gì mới hết. Ok, bà này đang tập thể dục. Phía bên này mình chưa có đi đúng không ta? Sorry. À, cái gì? Định mệnh cái gì vậy? À, hồn. Phải liền. Ở đâu? Chắc chắn ở đây có một cái vùng giao thoa gì đó rồi. Cái bà này là bóng tối. Định mệnh. The government built a bunker here during World War II. Hôm nay đang nói radio. Axis navies and who knows what else. Ever since they sealed the bunker, it's been a hot spot for teens. À, này nó hùng cái. Mấy em tí đứng tìm luôn. Trong viện dưỡng lão mà chơi vậy thôi luôn. Ok. Mình phải tìm chìa khóa. Ờ, phòng an toàn. À. Ok, sao nhanh cái rồi. Chắc phải lên lầu quá. Này phòng của Thor nè. Chắc không có gì nữa rồi, lên lầu thôi.
phòng của Mandy và May hả? Có gì đây không? Đây rồi. Ok, đi xuống bỏ lại bớt đồ rồi đi tiếp. À đây. Ok. À đây có đồ nữa nè. Giải thuốc. Ok, cái bà nãy nhất là cái bà Caitlin gì đó mà ông Odin ông nói quá. Má hùn cái. Cái định mệnh. Time is long for those who wait. Okay, đi. But in the end, stand the tax. Sheesh, didn't see you there. Má vãi thật. Cú đó cũng hơi hết hồn á, nhưng mà đỡ hơn con mẹ hồi nãy. Ok, nguyên cái khu rừng này không có chìa khóa. Bên này cũng vậy luôn. Ở đây chắc dùng thẻ từ quá. Chỉ cần một cái thẻ từ thôi là có thể mở hết tất cả các phòng rồi. Chết bà cái gì vậy? Ok. Nó vô chui vô cái bị kẹt đó mới ghê chứ. Này không có gì nữa. Need the key. À, ông này cứ rình rình mình làm gì đây? Nói chuyện được không? Ok. Vậy là bây giờ muốn khám phá tiếp thì chắc phải xuống tầng 1 lừa cái con Rose này để lấy cái thẻ từ quá. Tor's in the wellness center, isn't he? No. He's well, yes. But you really shouldn't go in there right now. I'm gonna need you to unlock the door. This is FBI business. It's just ok, there's mình đang ra lệnh cho nó mở cửa cho mình. Đây là chuyện của FBI. Yes, okay. Rồi, để tôi mở cho. Thank you, Rose. Ok, có cái gì mà giấu giếm? Vô được chưa? Ok. Watch out for puddles. You can hurt yourself in the dark. Right. Thanks. That lady is a walking red flag. Ok, phòng giống như kiểu bệnh viện vậy đó. Bệnh viện cho mấy ông ở viện dưỡng lão này. Nó kêu là Thor đang ở trong này. À đồ bệnh viện gì mà còn giống như là empty. Be ready, Saga. Bệnh viện hay là nhà xác vậy trời. Vãi thật. Ai dám nằm viện ở đây trời. Thôi rồi. Lấy cái nỏ đi. Cái định mệnh cái gì vậy? Tor? Tor ở đây mà không... Tor ở đây mà không ai coi ngó hả? Nguyên cái khu mà trống lọc không có người, không có ai hết.
cái chỗ này có vẻ không được bình thường. Bác sĩ. He's hurt pretty bad, but he tore off his bandages. Why? Ok, Thor đứng dậy rồi xé băng gạc, bỏ chạy rồi. Vãi thật. Must be locked from the other side. Ok. Gì vậy? Ok, ổng đuổi theo ai đó. Ok, đuổi theo ổng đi. Cái đồ. An electric lock. Vãi. Looks like it's controlled remotely. Ok. Má. Ok, ok, ok. Phòng an toàn, ok. Cái con mẹ đó nó cứ hù riết nha. Chưa biết cái con mẹ đó là ai hết á mà chơi là thấy không vui rồi đó. Ok, sell lại rồi. Cái cửa bị khóa rồi, chắc phải đi tìm đường khác chứ. Can't be opened on this side. Không phải. Không có gì trong này hết. Ok, cái hồ sơ của Thor chắc. Ok, Thor đang bị ám ảnh nguyền rủa gì đó. Nguyên cái bệnh viện vậy mà không thấy nhân viên trời. Trong khi có bệnh nhân đang nằm trong này. Mấy đứa này nó chăm sóc bệnh nhân cái kiểu gì không biết. Ok. Còn râu nó biến mất rồi. Cái con này cũng nghi ngờ con nhỏ này lắm. Có vẻ như nó không được bình thường. Ok, cái phòng phòng này bị khóa rồi, giờ làm sao? À đây có cái cửa nè. Mở cửa đi đường tắt. Ok. Thật ra chơi bắn quái vật thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng mà cái kiểu mà cứ nhảy hù hù cái này thì nó làm mình hơi khó chịu. Ok. Rồi xét đánh xong cái hù cái nữa nè. Nghi lắm. Cái mô típ hù của cái game này. This door needs a knob. A security computer. Vãi,
Phòng bảo vệ cũng không có bảo vệ, cái bệnh viện này có ai làm việc không đây? Ok. The Koskala brothers aren't just in the cult. They're its damn leaders. Ồ, cái này mình biết rồi. Hai anh em cái nhà Koleska gì đó. Hai thằng đó là lãnh đạo của cái giáo hội. Mấy phần trước mình chơi mình đã thấy nghi nghi mình đã biết rồi. Tại vì cái khu nhà đất của ổng, cái khu công viên giải Day trí của and ổng month. chứa He uses đầy mấy European chromatic. cái bọn giáo hội. Ok, mấy cái này chắc lịch làm việc thôi. Hay là một cái mật mã gì đó ta. Needs a password Ồ and a đúng rồi. warrant, technically. Ok. But hey, desperate times. Chắc cái này là bắt quạt rồi. Bắt quạt này coi sao ta. Này coi sao ta không biết luôn. Cái dấu màu đỏ ngày 17 và ngày 31 hả? Giống màu đỏ thì ngày nào cũng có, ba tháng nào cũng có ngày 17 trong này hết. Còn dấu màu xanh thì không biết bắt hoặc là gì nữa. Ngày 31. Ở đây có 6 số. Ok, có 6 số. Mười chín, mười bảy, mười sáu hả? Thử coi. Đây có 4 ngày nghỉ. 22, 11, 7, 31. Ngày nghỉ này có liên quan không ta? Ok. Xem cái nhật ký gì đây nè. Ngày 14 tháng 8, ngày tệ hại.
15 tháng 8 có lá thư đến. 16 tháng 8 có một con gấu chó chết đông này bốc mùi. Ok. Rồi có gì mình nghiên cứu cái mật mã này sau, rồi ở video tiếp theo mình sẽ mở khóa mình đi tiếp. Video hôm nay đến đây tạm dừng nha. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Chạy về cái chỗ sale. Sale lại. Đâu rồi, cái phòng xe đâu rồi? Ok. Ok, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp ở video tiếp theo nha. Bye bye.